Ngày 26 tháng 6, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm một bé gái tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6, anh Nguyễn Duy Kháng, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, điều khiển xà lan có trọng tải hơn 800 tấn lưu thông trên sông theo hướng từ thành phố Cà Mau đi Kiên Giang. Khi xe lan đến đoạn sông thuộc địa bàn thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, thì va chạm với vỏ lãi do bà Lâm Thị Hiếu, 59 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh cà mau điều khiển chạy chiều ngược lại. Lúc này trên vỏ lãi của bà Hiếu chở theo cháu ngoại là em L, 9 tuổi và T, 5 tuổi. Cú va chạm làm vỏ lãi chìm, người dân đã cứu được bà Hiếu và cháu L, riêng cháu T sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, ngành chức năng đã phát hiện thi thể và bàn giao cho gia đình lo hậu sự được biết bà hiếu thuộc diện hộ nghèo tại địa phương bà hiện đang nuôi hai cháu nhỏ